Dạ đây trên đầu chúng ta là cái đường đi bộ đó chị. Hiện nay tuyến Metro số 1 đang thi công những cái đường đi bộ này ha, để cư dân ở bên kia đường đó, người ta đi bộ qua để người ta đi lên cái cầu bộ hành này để người ta đi tuyến Metro số 1 đó. Mọi người xem trên đầu chúng ta nè, trong đây là nhà hàng chay Thiện Duyên đó. Pháp viện này lớn lắm nha chị, Pháp viện Minh Đăng Quang đó, rất là lớn ha. Địa chỉ là 505 Sa Lầu Hà Nội, phường An Phú, quận 2 cũ, nay là thành phố Thủ Đức. An khang thịnh vượng và sự như ý. Đó, bưởi người ta trưng ra ngoài đây luôn nè quý anh chị. Đẹp không? Cây này là cũng mấy chục triệu cây chứ không mít đâu. Bưởi rất là đẹp. Bưởi trưng Tết. Đó, quá trời bưởi luôn. Dạ kính chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của đường phố Sài Gòn. Dạ hiện tại em đang có mặt ở nhà tang lễ mới của thành phố. Nhà tang lễ này ở phường An Lạc, quận Bình Tân, ở quốc lộ 1. Ở đây thì cách vòng xoay An Lạc khoảng 500m. Nó thay thế cho nhà tang lễ cũ ở đường Lê Quý Đôn ở quận 3. Dạ. Đang đưa người nhà đi viếng đám tang thì có một cái tin tức rất là manh động. Bài báo như sau: đột kích xưởng sản xuất sữa giả, sữa Ensure có trị giá hơn 18 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Công an Bình Dương triệt xóa thành công chuyên án sản xuất sữa giả quy mô lớn, tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Ngày 21 tháng 1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Dĩ An và Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương tiến hành đồng loạt kiểm tra tại 4 địa điểm sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm của đối tượng có tên là Vũ Thành Công, sinh năm 1988, trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều loại phương tiện, máy móc, thiết bị để sản xuất buôn bán hàng giả, 7.525 lon sữa bột thành phẩm các loại, 70 thùng giấy chứa nắp lon sữa bằng kim loại, 200 kiện hàng chứa vỏ lon sữa nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, khoảng 150.000 vỏ lon, 7 bao tải chứa nắp nhựa hộp sữa có giá trị ước tính khoảng 14,5 tỷ đồng. Đối tượng Vũ Thành Công thừa nhận đã thuê nhà xưởng tại địa chỉ 53B-7 đường Lồ Ồ, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau đó thuê công nhân để hoạt động sản xuất hàng giả là sữa bột mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, loại sữa chỉ được sản xuất ở nước ngoài và chưa được phép sản xuất tại Việt Nam. Trong đó có sữa Ensure đó cô chú anh chị. Sau khi làm thành phẩm sữa bột giả, Vũ Thành Công đăng thông tin chào bán trên các trang mạng xã hội, các trang bán hàng thương mại điện tử và giao hàng qua hệ thống công ty giao hàng tiết kiệm. Được biết, Vũ Thành Công hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả là sữa bột từ ngày 24 tháng 11 năm 2023 đến nay và đã hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện thì khoảng 1 tháng, Công sẽ thay đổi địa điểm hoạt động sản xuất một lần. Quá kinh điển luôn. Dạ, bây giờ em sẽ tiếp tục quay cảnh đường phố cho cô chú chị xem ha, cập nhật một số thông tin ngày hôm nay cho cô chú chị xem. Dạ. Dạ, kính chào cô chú chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của đường phố Sài Gòn. Dạ, bây giờ là 2 giờ 22 phút buổi chiều ngày thứ hai, ngày 22 tháng Giêng năm 2024. Dạ, quá trời con số 2 luôn. Dạ, để em cập nhật lại coi đúng 2 giờ 22 phút không? Rồi, đúng rồi, 2 giờ 22 phút ngày thứ hai, ngày 22 tháng Giêng năm 2024. Dạ, em đang có mặt ở đây là Sa Lộ Hà Nội của chú chị. Dạ, bây giờ cái đoạn này thì được đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp ha. Dạ, thì đầu video clip cũng xin kính chúc quý chị và các bạn thật là nhiều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chuẩn bị đón một cái Tết an lành, hạnh phúc, tướng tài, tướng lộc, tướng bình an. Dạ, thì cũng để ý cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của quý chị và các bạn. Dạ, trong cái đoạn clip hồi nãy em vừa chia sẻ với quý chị và các bạn,
về cái thông tin vừa triệt phá thành công cái cơ sở chế biến và sản xuất cái sữa giả và cái hiệu rất là nổi tiếng, hiệu Ensure. Cái loại sữa này thì bên Mỹ rất là nổi tiếng và được người Việt rất là chuộng, đặc biệt là những cái loại sữa dành cho trẻ em và những cái người lớn tuổi đang trong cái giai đoạn hậu phẫu hoặc là đang bị ốm yếu, bệnh tật thì người ta hay đi mua cái sữa Ensure để thăm bệnh nhau và tặng nhau những cái hộp sữa như thế này. Dạ, cách đây vài hôm thì em cũng có một video clip, em cũng đi mua sữa Ensure rồi cũng tặng cho ba nuôi ở trong bệnh viện hậu phẫu á. Thì khoảng một tuần trước thôi thì bây giờ có luôn cái thông tin là sữa giả, nhưng mà cái sữa này là em thấy trong cái phóng sự báo đăng đó là sữa bột, thì không biết cái loại sữa nước thì không biết là cái nhóm tội phạm này có sản xuất hay không. Nói chung là mình vừa lo lắng tuần trước thì tuần này đã có cái vấn nạn này rồi. Và mấy cái sữa giả này không phải là lần đầu tiên mà bị bắt nha cô chú chị, đã nhiều lần bị phát hiện và phanh phui. Cái nhóm đối tượng này một tháng là chuyển chỗ hoạt động một lần để tránh cái sự theo dõi và truy bắt của cơ quan công an, cơ quan điều tra. Dạ, mới làm có mấy tháng thôi mà lời 3 tỷ đồng chứ, thu về 3 tỷ đồng chứ. Mới làm có mấy tháng thôi mà thu về 3 tỷ đồng. Theo cô chú chị và các bạn, cái số tiền mà 3 tỷ đồng đó thì nó quy đổi ra sữa đó, thì là cái lượng sữa giả này đã tuồn ra ngoài thị trường không biết là số lượng bao nhiêu rồi. Và cái người uống vô thì không biết là bây giờ như thế nào. Trong đó có cả người lớn và trẻ em luôn. Nói chung là làm ăn kiểu này là rất là thất đức nha các anh chị. Có nghĩa là chỉ biết làm thôi, ai uống độc hại hay không là mặc kệ, chỉ biết làm thôi mà không quan tâm những người xung quanh. Cái này gọi là cái sự ác độc, vô nhân tâm trên cái sức khỏe của cộng đồng. Mà cái này là toàn là người Việt mình không à. Dạ thì tiếp tục video clip thì em đưa cô chú chị và các bạn đi dạo một vòng ở khu vực thành phố Thủ Đức ha. Dạ đây là ngã ba Cát Lái nè. Nếu mà quẹo phải là đi về hướng Mai Chí Thọ rồi Cát Lái rồi đó. Thì mình đi lên đây, mình qua bên cái khu vực cầu Rạch Chiếc. Dạ sáng nay thì cũng có một cái số thông tin hình ảnh chia sẻ là cầu Rạch Chiếc kẹt xe rất là nặng. Nó liên quan đến cái vấn đề là em nghe nói là trên đây đang phân luồng lại, tại vì vướng những cái công trình làm cái cầu đi bộ để phục vụ cho cái tuyến metro số 1. Thì không biết thực hư thế nào, bây giờ mình qua mình xem coi chị. Bây giờ thì chắc chắn là hết kẹt rồi, nhưng mà mình qua để mình xem coi cái mấy cái công trình mà làm cái cầu đi bộ á, người ta làm tới đâu rồi. Dạ em xin phép vừa đèn đỏ chút xíu. Đèn đỏ đây 30 mấy giây. Kêu với chuột rồi quý chị. Phương cách sử dụng được hướng dẫn chi tiết trên vỏ hộp. Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa nào xin trân trọng kính mời quý khách hãy hưởng ứng phong trào ba việc cùng theo với chuột. Một sản phẩm uy tín chất lượng hài lòng quý khách của trung tâm ứng dụng công nghệ hóa nào mà không có một loại hóa chất nào có thể so sánh được. Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu xin trân trọng giới thiệu loại keo giấy chuột, một sản phẩm tiêu diệt chuột nhanh nhất, hiệu quả nhất. Được rồi, đèn xanh là cái gì? Chỗ đây đèn đỏ nó hơi lâu tại vì cái chỗ này giao nhau với lại những cái xe container rồi xe tải lớn khá nguy hiểm nên mình phải cẩn thận. Dạ thì hồi nãy là em đi đi viếng đám tang ở nhà tang lễ thành phố, thì có quay là một đoạn ngắn để giới thiệu cho cô chú chị biết cái nhà tang lễ thành phố đã được dời rồi. Ở đây cái cầu đi bộ đó chị. À hồi sáng là chắc đặt mấy cái dầm này lên rồi chứ, đặt mấy cái thanh ngang này lên nè. Tại vì mấy bữa trước là em thấy là chưa có những
cái thanh chắn ngang ở trên đầu chúng ta để đi bộ qua. Dạ, tiếp tục cái việc hồi sáng em đi đám tang thì quay lại cái nhà tang lễ mới cho cô chú chị biết. Hồi xưa cái nhà tang lễ cũ của thành phố thì đã nằm ở đường Lê Quý Đôn, quận 3, đối diện với lại trường Marie Curie. Sau đó thì nhà tang lễ được dời ra cái chỗ quốc lộ 1 hồi nãy, ngay cái vòng xoay quốc lộ 1 giao với đường Võ Văn Kiệt. Cuối đường Võ Văn Kiệt đó, có anh chị. Cuối đường Võ Văn Kiệt ha, là đến quốc lộ 1 á, là ngay cái vùng bên đó. Nếu mà mọi người muốn đi đến đó, ví dụ có thăm viếng mà chưa biết đường á, thì đi cứ đi đến cuối đường Võ Văn Kiệt, là mọi người có một cái ngã quẹo phải để ra quốc lộ 1 á, thì mọi người quẹo phải ra ha. Và lưu ý là quẹo phải ra là tới liền luôn, có nghĩa là quẹo phải là đi chậm thôi, xong rồi quẹo phải vô nhà tang lễ luôn. Nếu mà ai đi nhanh á là sẽ bị hố, là sẽ bị đi quá, là phải lùi xe lại. Nếu mà đi xe máy thì còn dễ lùi, còn đi xe ô tô thì nó hơi cực chút xíu. Nhưng mà mọi người nhớ là vô cái nhà tang lễ mới thì đi hết đường Võ Văn Kiệt đến cái vùng binh ra quốc lộ 1 á, là chúng ta sẽ quẹo phải, sau đó quẹo phải liền là vô cái khu nhà tang lễ mới, rất là bự cái gì. Thật ra thì những cái nơi như vậy chúng ta cũng không có quay phim nhiều, tại vì nó liên quan đến tang lễ rồi đó, thì em cũng không quay nhiều, em chỉ quay một cái đoạn ngắn thôi để chia sẻ với cô chú chị và các bạn thôi. Xong rồi chạy xe về thì đi ô tô chở người nhà nữa, nên là cũng không có quay đường phố, không có thuyết minh gì nhiều được cho cô chú chị nghe, nên về là đổi qua xe máy là tiếp tục di chuyển để quay tiếp cái hành trình cho cô chú chị biết, cập nhật cái vấn đề liên quan đến sữa giả đó. Thì hôm trước cũng có khán giả comment trên clip của em là chia sẻ là cố gắng chia sẻ về những cái nội dung liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nè, rồi hàng giả rồi đó, để cho bà con được biết. Thì em cũng cố gắng cập nhật ví dụ mấy cái thông tin liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hoặc là vệ sinh an toàn thực phẩm đó không an toàn rồi đó, là em chia sẻ cho các chị được biết, để nhiều người ta không có đọc báo, người ta xem YouTube thì người ta sẽ biết được cái thông tin đó. Có nhiều người ít đọc báo lắm chị, em thấy thời gian mấy năm gần đây là người ta ít đọc báo lắm, người ta chỉ xem YouTube hoặc là lướt Facebook và TikTok thôi, nên những cái thông tin nhiều khi nó được đăng trên báo đó, thì bà con cũng chưa có biết hết. Thì hy vọng là em chia sẻ những cái clip ở đường phố nè, xong rồi em kết hợp em truyền tải những cái thông tin để cô chú chị và các bạn được biết. Thực ra thì cái nội dung trên của mình là liên quan đến đường phố, nên tất cả những hình ảnh là chúng ta quay về đường phố, hôm nay quay đường này, mai quay đường kia. Rồi ví dụ đường phố có những cái sự kiện gì, hội chợ hay là triển lãm ẩm thực gì đó, là chúng ta quay lại để chia sẻ với cô chú chị các bạn là cảnh đường phố. Thì ngoài cái việc xem đường phố để đỡ nhàm chán thì em sẽ cập nhật luôn cái phần tin tức, tại vì cái tin tức đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều cái thông tin, chúng ta nắm được những cái thông tin qua cái video clip của em. Nhiều khi cô chú chị cái đọc báo nên mấy cái tin này là mọi người cũng đâu biết. Ồ, đèn đỏ lâu quá, 70 giây lận. Có vụ gì vậy ta? Có vụ gì bên kia anh công an anh lấy xe anh chạy qua gấp ghê, chắc va chạm bên kia hả anh? Chắc có va chạm hay gì, hay là để sai hả? Để ngược chiều hay sao á? À, bé đó chạy sai.
mấy bé sinh viên cái gì. Quẹo trái ha, mình giờ mình quẹo trái. Em xin phép quẹo trái, về quẹo trái để mình quay đầu lại cầu Rạch Chiếc. Tại vì em quay chủ yếu quay cái đoạn hồi sáng thi công cho cô chú xem. Quay cái đoạn hồi sáng người ta thi công, người ta ghét cái thanh ngang ở trên cái cầu á. Để cho mọi người xem là tại vì bây giờ cái tuyến bao nhiêu số 1 này nó phải có những cái cầu bộ hành ở trên cao để những cái người ở bên kia đường đó là người ta đi qua bên đây được. Nên là em vô đây em quay lại cho mọi người xem. Đây có một cái lối quẹo ra không ta? Nhớ không lầm là ở đây có một cái đường quẹo ra. Ok. Đây quẹo ra. Giờ đi thì nó hơi nắng xíu chứ gì không cảm ha. Đường nó rất là bụi. Rồi quẹo ra. Đây quẹo ra. Đường cống thoát nước D2000. Rồi cái đoạn này thì nó hơi ngược nắng chút xíu nên là mọi người xem video clip nó sẽ hơi bị tối. Nên mong quý vị và các bạn thông cảm. Tại vì em quay ngược lại, em quay cái cầu Rạch Chiếc. Hồi sáng nó bị kẹt xe đó quý vị. Thực ra thì khi mà chưa thi công cái cầu bộ hành đó thì buổi sáng nó cũng hay kẹt lắm, nhưng mà nó không có kẹt nhiều. Hồi xưa em ở bên khu bên này thì buổi sáng nó cũng hay kẹt ngay cái cầu Rạch Chiếc nè. Đây là trạm thu phí xa lộ Hà Nội. Đoạn này thì được đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp rồi nha cô chú anh chị. Đó là cô chú anh chị nhiều khi sợ Google thì nó ra tới đường là Võ Nguyên Giáp chứ không phải là xa lộ Hà Nội nữa. Xe quân đội, xe biển đỏ là xe quân đội, xe quân sự. Sao hôm nay nắng dữ ta. Giờ đây còn Rạch Chiếc đây. Đây hồi sáng là kẹt ở chỗ này. Hồi sáng là mọi người bị kẹt ở chỗ này cái gì. Để quay cái chỗ cái cầu bộ hành cho cô chú chị xem. Cầu đi bộ trên cao. Giờ khoảng 2:30 trời đã nắng ghê. Nắng cũng gây gắt lắm các chú chị. Dạ đây là cầu Rạch Chiếc ha, bên phải là tuyến metro số 1. Cái vụ sứ giả ở Việt Nam bắt hoài ở dưới. Lâu lâu rồi nó tiếp tục sản xuất ra sữa giả. Nó mua mấy cái bộ sữa ở đâu á, xong rồi nó đi thu gom mấy cái vỏ lon đó các chị. Vỏ lon chính hãng của sữa thiệt á. Bởi vậy người ta nói là muốn mà hạn chế cái nạn sữa giả này đó, là khi mà mình uống xong một cái hộp sữa đó, những cái lon nhôm, lon thiết á, là mình lấy đồ mình đâm lụng nó đi. Mình lấy búa, lấy đinh đó, mình đóng cho nó lủng đi, hoặc là mình làm cho nó méo mó đi, mớp đi. Làm dẹp càng tốt, mà mấy cái lon bự thì khó làm dẹp. Thì lấy cái đinh đó, cái mình lấy cái búa mình đóng vô. Lấy cái đinh hơi bự chút mình đóng vô là nó sẽ lủng. Để cái bọn mà nó làm sữa giả đó, nó không có thu gom được những cái lon như vậy. Giờ đây trên đầu chúng ta là cái đường đi bộ đó chị. Hiện nay tuyến metro số 1 đang thi công những cái đường đi bộ này ha. Để cư dân ở bên kia đường đó, người ta đi bộ qua. Để người ta đi lên cái cầu bộ hành này. Để người ta đi tuyến metro số 1. Đó, mọi người xem trên đầu chúng ta nè. Thì cái này nó thiết kế phải đủ cái cao độ để cho những cái xe container, xe tải, rồi những cái xe siêu trường, siêu trọng rồi đó, là tất cả các loại xe là sẽ đi qua hết.
Tại vì thỉnh thoảng sẽ có những cái xe lớn, xe siêu trường, siêu trọng vận tải những cái thiết bị rất là lớn, rất là cao, nó gọi là quá khổ luôn đó cô chú anh chị. Thì sẽ đi qua đi lại thì cái cao độ là phải đảm bảo là phải phục vụ được cái việc giao thông ở bên dưới đó. Hồi sáng em nghĩ là người ta cậu cái này lên nè, không biết phải không, tại mấy bữa trước là em chưa thấy cái thanh này xuất hiện, hôm nay thì thấy có rồi. Có thể ngày mai người ta sẽ cẩu một cái đoạn bên kia nữa đó. Đây là tuyến Metro số 1. Rồi bây giờ mình đi bây giờ mình ra khu Mai Chí Thọ đi, đi tham quan mấy cái vườn vườn cây. Ngoài Mai Chí Thọ thì người ta chuyên bán những cái cây để phục vụ Tết, đặc biệt là bưởi. Bưởi người ta về nhiều lắm, bưởi với lại những cây cây mai, cây tùng, có những cây tùng La Hán rất là bự. Những cái xe đang đi ở trên đầu chúng ta đó có những chị là người ta quẹo trái, quẹo trái là người ta sẽ đi về hướng đường Mai Chí Thọ, rồi đi về cảng Cát Lái, hoặc là về cao tốc Long Thành Dầu Dây. Ở đây bên phải là đường Vista, trung tâm thương mại đường Vista. Bây giờ mình muốn qua Mai Chí Thọ thì mình phải quay đầu ở chỗ này, đến đây mình quẹo trái, mình dừng lại xe đèn đỏ để mình quay đầu. Đây cái cổng chào 2024 nè, đó hai chú rồng, một nam một nữ, thành phố anh hùng. Đây là cửa ngõ của thành phố, nếu mà đi từ Biên Hòa Đồng Nai lên thì sẽ vào cái cửa ngõ là chỗ này, tất cả người ta sẽ vào chỗ này, hoặc là người ta vào bên hướng Bình Dương, quốc lộ 13, bên quốc lộ 1K cũng được, đi cầu Hóa An qua cũng được. Rồi mình quẹo trái qua đường rồi chứ, quẹo trái qua đường để đi về Mai Chí Thọ. Em dạo một vòng để coi cái hoa Tết cho mọi người xem tình hình buôn bán hoa Tết ha. Trời thì hiện tại nó cũng khá là nắng, nắng khá là ghê gắt. Thôi đèn đỏ nè, dừng tiếp chỗ này đi, chỗ này có cái đèn đỏ tiếp luôn chị, nắng quá. Trước mặt chúng ta là trung tâm thương mại Canterview. Hồi xưa chỗ này có tên là Bắc Sình Canterview, xong rồi sau đó là Bắc Sình người ta bị phá sản á, người ta rút ra khỏi Việt Nam rồi thì không còn cái chữ Bắc Sình nữa, ở đây chỉ còn là trung tâm thương mại Canterview thôi. Thì ở đây người Hàn Quốc sống khá nhiều, ở dưới là trung tâm thương mại, ở trên thì có những cái tháp, ở phía sau lưng cũng có những cái tháp là những cái căn hộ. Trước em cũng vô đây em coi căn hộ rồi, nhà trong đây thì cái trần của nó hơi thấp của chúng chị, cái trần của cái căn hộ này hơi thấp. Dạ còn 10 giây nữa, dừng đèn đỏ 10 giây nữa. Giờ mình chạy qua hướng Mai Chí Thọ, mình đi dạo một chút xíu coi những cái vườn cây cảnh đang chuẩn bị đón Tết. Rồi quẹo đây chị. Đây trung tâm thương mại Estella nè. Trung tâm thương mại này cũng đẹp lắm, nếu mà ai ở gần đây thì có thể đến đây để tham quan vui chơi giải trí. Em đánh giá là cái trung tâm thương mại này rất là chất lượng, sạch sẽ, thơm tho, mà những thương hiệu cũng rất là tuyệt vời. Đối diện là siêu thị Vincom Megamall á, mà em thấy bên đây ổn hơn á. Bên đây nó nhỏ hơn chút xíu nhưng mà mình thấy dịch vụ và chất lượng của nó là ổn hơn. Nói chung là khoảng 8 điểm rưỡi với lại 10 điểm. Bên Estella nó nhỉnh hơn chút xíu. Rồi mình đi cái nhánh trong đây để mình
quẹo phải về hướng Mai Chí Thọ gì. Hướng có những cái đường cây cảnh rất là nhiều ha. Những cái chậu bưởi cả trăm triệu một chậu. Bên phải là chùa rất là lớn nè, đây là Pháp viện Minh Đăng Quang. Đây bên phải nè, chùa Pháp viện Minh Đăng Quang ha. Đây chùa lớn lắm. Chùa này rất là lớn. Đây là Pháp viện Minh Đăng Quang. Đó, chùa này rất là lớn, có tiệm đồ chay đâu nè. Phật Nhật Tăng Huy. Trong đây là nhà hàng chay Thiện Duyên. Đó, Pháp viện này lớn lắm nha anh chị. Pháp viện Minh Đăng Quang. Đó, rất là lớn ha. Địa chỉ là 505 Sa Lầu Hà Nội, phường An Phú, quận 2 cũ, nay là thành phố Thủ Đức. Giờ đây Pháp viện Minh Đăng Quang ha. Tết thì mọi người vô đây rất nhiều, trong đó có những cái tòa tháp cao đó, mọi người đi lên cao mọi người vái lạy. Đây có người ta bán chiên phóng sinh. Rồi mình ra Mai Chí Thọ cái gì. Bên trái có những cái ao sen cũng khá là dễ thương. Kế bên chùa thì có một cái cơ sở làm tượng, đây tượng cái gì, tượng Phật nè, tượng Quan Âm mà tượng Phật Di Lặc, tượng sư tử đó nè, tượng Phật. Dạ trong đây thì mọi người đi, mọi người ôm cua qua Mai Chí Thọ. Đất của Pháp viện này còn rất là rộng luôn chứ chị, ở đây người ta phơi dừa khô quá trời. Ngay cua này thì để an toàn mọi người nhớ mở xi nhan phải ha. Đây là một cái cua quẹo thôi. Đây đất của Pháp viện Minh Đăng Quang này rất là rộng. Đó bên phải nè chị, đó có những cái tòa tháp cao ha. Đó bên phải nè, đất rộng xuống dưới đây luôn á. Pháp viện này rất là nổi tiếng á, Pháp viện Minh Đăng Quang. Rồi ở đây giới hạn tốc độ 50 km/h thôi, mọi người đi chậm thôi. Em cũng chạy chậm luôn để chủ yếu là quay clip cho mọi người xem cái vườn cây ở đây. Chùa Thiền Tịnh. Chùa Thiền Tịnh. Hôm nay còn cái chùa nữa. Tên là Thiền Tịnh. Đây khu chung cư Lexington Residence của Novaland. Đường này là một con đường rất là rộng. Ở trong đây là có 3 làn xe. Ở ngoài kia có 3 làn xe nữa là 6 làn xe. Hai bên là thành 12 làn xe. Đó bên phải là những cái vườn bán cây tùng nữa chị. Cây hoa Nhật Bản nè. Đó. Cây tùng rất là đẹp. Kinh tế khó khăn nên cây cảnh rồi nó cũng bị giảm cái giá trị á quý anh chị. Cái thời thịnh vượng người ta có nhiều tiền á, người ta chơi cây cảnh á là giá của nó đẩy lên rất là cao. Khi mà kinh tế khó khăn á là người ta không còn nghĩ đến cái việc chơi cây cảnh nữa thì giá của nó sẽ bị xuống. Em có một người anh là hiện nay là cũng đang có một cái vườn cây nguyệt quế, đang cũng nhờ em bán giùm nhưng mà cũng khó bán. Thời buổi kinh tế khó khăn người ta để tiền thủ trong gia đình để ăn uống, chuẩn bị hậu sự, những cái gì mà cấp bách thì người ta lấy người ta xài thôi, chứ giờ cái thú chơi cây là được để qua một bên rồi. Khi nào kinh tế hồi phục người ta dư tiền á, người ta xây nhà đó, người ta sẽ tiếp tục thêm những cái cây cảnh, cây vườn rồi đó, sân vườn rồi đó, chứ giờ là theo em là thua. Dạ mình chạy thẳng xuống dưới là mình sẽ tới những cái vườn cây Tết. Dạ thì qua video clip này cũng muốn chia sẻ đến cô chú chị và các bạn những cái thông tin về sữa giả nói riêng và những cái vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung. Trong một thời gian vừa qua thì
cái việc mà ngộ độc thực phẩm diễn ra cũng rất là nhiều. Mà ngộ độc thực phẩm mà nó liên quan đến mấy cái trường học á thì rất là tội cho những em bé, những trẻ em cấp 1, cấp 2. Nên là vấn đề đó mình phải lên án. Rồi đi thẳng luôn rồi đó chị. Trời rất là nắng. Hiện tại trời rất là nắng nha cô chú anh chị. Nắng lắm à. Giờ khoảng 2 giờ mấy gần 3 giờ. Ồ sao chỗ này xe đông quá ta. Chỗ này có vụ gì mà thấy xe đông quá. Đây có một cái trường học. Trường quốc tế Australian. Trường nhà giàu không? Toàn là xe hơi đi đón học sinh không à. Trường quốc tế nha cô chú chị. Toàn là Range Rover, là bọc chê nè. Toàn là con của nhà giàu không? Cái đoạn này đang làm cái tuyến nút giao An Phú để phục vụ cho cái việc chống kẹt xe. Chỗ này nó hay bị kẹt xe. Người ta làm nút giao An Phú có hầm chui, có cầu vượt. Tại vì nó là cái điểm giao thông nóng của thành phố. Cái điểm đó là cũng đi lên trên cao tốc luôn. Cao tốc Long Thành Dầu Dây rồi đi Phan Thiết, đi Nha Trang là tất cả đều lên đó hết. Đây là nó rất là nóng. Giờ rồi mình tiếp tục mình di chuyển đến đây, sắp đến cái vườn cây. Ở đây có một cái khu nước trống, có mấy cái hồ nước rồi. Trời khá là nắng. Ở đây có những cái hàng cây, vài năm nữa thôi là sẽ rất là đẹp. Rồi đến cái chỗ bán bưởi đây nè. Đây chỗ bán bưởi là gì, quá trời bưởi luôn nè. Đó, chỗ này là bán bưởi ha, bán gà đông tảo nữa. Đây bán bưởi, gà đông tảo, nhà vườn nước mía, nhà vườn Thanh Giang. Chỗ đó là nhà vườn Thanh Giang rồi đúng chị. Nhà vườn Thanh Giang ở đây. Đây đây quá trời cây cảnh nè, quá trời đẹp luôn. Sài Gòn. Ồ, đây bưởi nè chị. Đó bưởi nè. Đây cây cảnh Minh Tân. Đó bưởi quá trời đẹp luôn ha. Đó bưởi an khang thịnh vượng và sự như ý. Đó bưởi người ta trưng ra ngoài đây luôn nè quý anh chị, đẹp không? Cây này là cũng mấy chục triệu cây chứ không ít đâu. Bưởi rất là đẹp, bưởi trưng Tết. Đó quá trời bưởi luôn. Năm nay tiếp tục bán bưởi. Năm ngoái thì em cũng có quay một đoạn ở đây chuyên bán bưởi. Còn bên đây là tắc. Đó, nhà vườn cây cảnh Minh Tân luôn anh chị. Rất là đẹp ha. Cái bưởi thì ok, còn cái tắc đó cô chú chị. Cái tắc ở ngoài Bắc người ta gọi là cây quất, còn ở trong Nam á thì mình cũng gọi là cây tắc ha. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là trồng cái cây tắc á, trưng cái cây tắc trong nhà đó thì nó cũng đẹp, nhưng mà khi mà mình đọc là tắc á thì nó có nghĩa là tắc nghẽn. Tắc nghẽn nên nếu mấy người mà đã dị đoan á là sẽ suy nghĩ là sẽ không trồng cây tắc nha các chị. Tại vì tắc là nó tắc nghẽn. Còn trồng ngoài Bắc thì người ta vẫn trồng, người ta đọc là quốc, người ta không có đọc là tắc. Nên người ta vẫn trồng được, trưng bày á, chứ không phải là trồng nữa. Có nghĩa là Tết là mua về trưng bày trong gia đình á, ngày xuân á. Đó, đây còn tắc lắc cả. Nhưng mà theo em là người trong Nam thì không nên trưng tắc. Tại cách đây hơn khoảng 15 năm
khoảng 15 năm về trước á, 15 16 năm về trước á, là gia đình em mua một cây tắc xanh về trưng. Xong rồi là sức bước sang bang luôn. Cái này không phải mình nói là mình dị đoan, nhưng mà cái sức bước sang bang là có thiệt. Nên cái này là do mỗi người thôi, mình không có nói đúng hay sai hay gì hết. Mình đâu phải là thầy đâu, nhưng mà mình chia sẻ vậy. Em chia sẻ vậy. Ồ, này chống xe máy đi lên hả? Ồ, đang hàng mấy cái cây sắt để không cho xe máy đi lên vỉa hè. Cái đường này buổi sáng nó cũng hay bị đông xe ở mấy cái chỗ này, xanh này đỏ đó. Rồi quẹo đây cái gì? Đây là khu New City, khu Bình Khánh nè. Khu này nó có một đoạn là tái định cư. Cái đoạn tái định cư này thì nhiều căn chung cư vẫn chưa có bán được. Và bây giờ nó thành nhà hoang rồi đó chị. Nó đang để không. Nó cũng được vài lần bán đấu giá rồi. Một lần 7-8 ngàn tỷ, rồi nghe đâu lên 9 ngàn tỷ đó. Nhưng mà cuối cùng là không có giao dịch thành công. Hiện nay là mấy cái nhà này đang để không. Đó, mọi người nhìn đi bên phải nè. Mấy cái kiosk này đang để không nè. Bỏ hoang lâu rồi đó. Chỗ này hồi trước là làm bệnh viện dã chiến. Bệnh viện dã chiến đó anh chị. Đó, bên trái bên phải mấy cái lốc chung cư này đều đang bỏ không. Và với em cái quỹ đất như thế này thì có thể nói là rộng mênh mông. Tha hồ mà kinh doanh căn hộ, nhưng mà hiện giờ thì không có ai thầu lại hết. Và bây giờ nếu mà thầu lại thì tốn một cái phí rất là lớn để cải tạo tân trang lại cho nó mới, tại vì để hoang để lâu lâu ngày rồi nó bị xuống cấp rồi. Dạ rồi, thôi đến em xin phép kết thúc video clip ở đây. Cảm ơn cô chú chị và các bạn rất là nhiều đã đồng hành với em trong clip ngày hôm nay, clip chia sẻ về vấn đề sữa giả vừa bị triệt phá rất là nguy hiểm. Kính chúc mọi người an khang, thịnh vượng và sự như ý, chuẩn bị đón một mùa xuân mới, tướng tài, tướng lộc, tướng bình an. Cô chú chị và các bạn yêu thương, bấm like video clip, bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Đường Phố Sài Gòn, kênh chia sẻ về những hình ảnh ở đường phố, kết hợp đọc tin tức cho cô chú chị nghe. Tất cả tin tức đều được cập nhật từ báo chí chính thống của Việt Nam, nên mọi người cứ yên tâm, em cân nhắc trước khi nói. Dạ, em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Em xin phép được trân trọng kính chào.